Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm cái món xúc xích rang me. Món này cho người lớn và trẻ em đều ăn rất là ngon nha. Ở đây thì nguyên liệu mình chuẩn bị là một bọc xúc xích này là 400g. Mình gồm có củ hành tây để mình để vào xúc xích cho nó ngon thơm, và vài củ tỏi rồi mình khử cho cái xúc xích cái nước sốt của mình đó, và mới chớt cho nó cay cay. Và ở đây thì mình chuẩn bị là khoảng 2 muỗng nước cốt me đó các bạn. Nước me thì mình đã dầm cho nó ra cái cốt như thế này nè. Và đường cát, ở đây thì mình chuẩn bị khoảng 2 muỗng đường cát. Và một muỗng cà phê hạt nêm. Nước mắm thì mình có một muỗng và tương ớt, để mình làm lên cái món xúc xích rang me. Bây giờ mình sẽ tiến hành đi làm cho các bạn cùng xem cái món này nha. Xúc xích thì các bạn có thể là mua loại nào cũng được hết á. Ở đây thì mình mua xúc xích cốc theo nó nhỏ như thế này nè, nó vừa ăn nó ngon. Rồi ở đây thì mình sẽ tạo cái hình cho nó đẹp, khi mình làm món ăn nó hấp dẫn thì mấy bạn sẽ khứa nhẹ những cái xúc xích, thì các bạn thích khứa nó khi mà chiên lên á, nó sẽ bong ra cái hình nó đẹp hơn đó. Thì các bạn sẽ khứa như thế này, và mình sẽ lựa chọn xúc xích nào cũng được hết. Mình cứ qua cứ lại như vậy, khi chiên đó, nó sẽ bông lên, nó sẽ đẹp. Khứa nhỏ nhỏ ra như thế này nè. Mình cắt hết những cái khứa xúc xích ra rồi á, bây giờ củ hành tây á, thì các bạn sử dụng khoảng nửa củ thôi, mình bỏ vào cái xúc xích này nè cho nó thơm ngon ha. Rồi các bạn cắt mỏng mỏng như thế này nè. Khi mà gần chín á, các bạn sẽ bỏ cái khoai tây củ hành tây này vô đó, các bạn cắt mỏng mỏng ra như thế này, rồi mình bỏ vào xúc me của mình đó các bạn. Mình sẽ ra đây, và ớt mình cũng sắc nhỏ ra, và tỏi thì mình sẽ đập ra, mình đang mình khử cái nước sốt đó các bạn. Và mình có một ít đậu phộng á, khi mà mình làm xong á thì mình sẽ để lên mình ăn kèm, nó tăng hương vị, nó béo và nó bùi, nó thơm. Bây giờ mình sẽ đi làm cái phần xúc xích cho các bạn cùng xem với mình nha. Bây giờ thì mình sẽ bắt cái chảo lên, và mình sẽ cho dầu vào, mình chiên sơ cho cái phần xúc xích của mình đó, nó chín lên. Thì các bạn sẽ cho phần dầu vào đây rồi mình chiên. Đó, dầu mình khử, bắt đầu chiếc đũa mình nó nóng lên rồi nè, mình sẽ cho cái phần xúc xích hồi nãy mình chuẩn bị rồi đó, mình sẽ cho vào đây mình chiên. Mình chiên hay nó nở ra những cái bông mà mình cứa không các bạn, xong rồi mình chiên cho nó hơi vàng vàng phía ngoài, là mình cắt ra ngoài là được rồi đó. Bắt đầu nó nở ra những cái đường khía ra như vậy nè, bắt mắt ở khi mình ăn cái món ăn của mình nó được ngon á. Các bạn chiên nó mình đảo qua cho nó chín đều hai bên. Thơm luôn khi mà mình chiên lên á. Rồi bây giờ nó đã vàng rồi nữa, là mình sẽ gấp ra ngoài, mình sẽ làm cái sốt đó mình trộn vào đây và mình ăn thôi.
Đó, rất là nhanh gọn nha, nó đỡ hết rồi, mình sẽ vớt ra. Cái bọt cái mình vớt nó ra ngoài. Bây giờ mình bắt cái chảo lên, mình cho miếng dầu và mình sẽ cho tỏi mình băm rồi đó, các bạn cứ cho vào đây. Thì các bạn cứ cho nó vàng lên. Mình sẽ cho cái phần me của mình, chuẩn bị khoảng 2 muỗng nước cốt me đó các bạn. Các bạn cho vô hộp cũng được, hoặc là các bạn lấy ướp ra cũng được nha. Rồi mình sẽ cho 2 muỗng đường vào, 1 muỗng cà phê hạt nêm. Rồi các bạn sẽ cho một muỗng nước mắm ngon vào đây. Rồi các bạn sẽ cho các phần tương ớt. Tương ớt của mình thì mình cho khoảng 1 muỗng 2 muỗng tùy theo mình thích cay nhiều thì mình sẽ cho nhiều vào. Mình sẽ cho vào đây. Rồi mình sẽ cho từ từ thêm theo khẩu vị của gia đình của mình đó. Thì mình thêm bớt, mình thêm vô đó, cái này từ từ nó keo cũng không sốt nữa rồi. Rồi nó cứ sốt đó, mình đun trên lửa chút xíu nó keo nó xong lại như thế này nha. Mình sẽ bỏ xúc xích vào. Xong rồi mình sẽ bỏ cái phần xúc xích vào. Đó, nó keo mình sẽ cho phần xúc xích mình hồi nãy mình chiên nè. Các bạn sẽ cho vào đây hết. Và các bạn sẽ đảo đều cho nó thấm gia vị cho nó xúc xích của mình đó, thấm đều vô. Rồi. Xong rồi ha, rồi mình sẽ cho tiếp cái phần củ hành của mình vào đây. Có hành tây mình chuẩn bị hồi nãy thì các bạn sẽ cho vào đây. Có hành tây rồi mình sẽ cho phần ớt của mình vào đây luôn. Xong rồi mình sẽ cho ra dĩa và mình cho một ít hạt đậu phộng lên là xong đó. Món ăn của mình tới đây xong rồi nè. Rồi mình sẽ cho ra dĩa và mình thưởng thức nha các bạn, rất là hấp dẫn luôn, thơm lắm, ngon lắm. Rồi mình sẽ cho ra dĩa thì các bạn sẽ cho cái phần xúc xích nè, mình sẽ đổ ra dĩa mình thưởng thức. Đó, các bạn sẽ cho ra, các bạn thấy không, rất là ngon luôn, hấp dẫn luôn, nó thơm, nước sốt thì nó keo lại, rất là đậm đà. Đó, món xúc xích răng me của mình cũng đến đây cũng xin kết thúc đó. Cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi của mình cái món này. Các bạn làm la rai và lon bia cũng rất là ngon và tuyệt vời cho bữa ăn gia đình của mình. À, xong rồi thì các bạn sẽ rải một ít cái hạt đậu phộng này thì mình chuẩn bị nè, thì mình sẽ cho vài hạt đậu phộng lên đây đó, rất là ngon luôn. Rồi món ăn mình cũng xin kết thúc nha, cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi của mình cái món xúc xích rang me của mình nha. Thân ái chào các bạn.